Trong tâm thức của nhiều người, không ai có thể quên được sự khốc liệt của cơn bão số 5 khi bất ngờ mạnh lên và đổ bộ vào Cà Mau chiều ngày 2 tháng 11. Hôm ấy là mùng 3 tháng 10 âm lịch, cơn bão được đánh giá là không quá mạnh. Nhưng gần 100 năm qua, Cà Mau mới đối mặt với bão, nên không ai có kinh nghiệm về phòng chống. Lại thêm nguyên nhân, trước đó đã nhiều lần bão dọa đổ bộ vào Cà Mau, nên lần này người dân khá lơ là. Khi họ thấy được sự cuồng nộ của thiên nhiên, thì mọi sự chống trả đều đã quá muộn. Đến ngày 2 thì buổi sáng, trời nó trong veo nhưng mà từng cơn gió nó khác thường. Thì chúng tôi ở chỗ ủy ban dân tỉnh đó, thì thấy tình hình hỏi các huyện các nơi thì cũng có điều kiện nó diễn biến thời tiết cũng xấu như thế. Thì tôi thấy rằng cái tình hình này nó càng ngày càng xấu đi, và chiều đó càng ngày càng gió càng mạnh và trời tiếp tục là trong veo. Thì đây là những hiện tượng mà bão lâu nay chúng tôi cũng chưa biết, nhưng mà thật sự là những diễn biến của thời tiết lúc đó là hết sức là nó khác thường. Nói chung là bão sắp tới nó đã càng quét và tàn phá rất là nặng nề theo các huyện báo cáo qua cái đường điện thoại. Thì chúng tôi thấy rằng tình hình bão sắp tới rồi đó. Thì tại thị xã Cà Mau lúc đó, tại ủy ban dân tỉnh lúc đó thì tập trung làm thế nào để nối mạng được liên lạc với các huyện để có kịp thời chỉ đạo. Thì lúc này đó thì tôi nhớ lúc đó là cái anten của huyện Ngọc Hiển bị sập, thì coi như là mất liên lạc đối với Ngọc Hiển. Thiệt hại nặng nhất có lẽ là những ngư dân đánh bắt trên biển. Ngày ấy đa số phương tiện thô sơ, không trang bị dụng cụ cứu sinh hoặc liên lạc, nhưng họ lại đi rất xa bờ. Thế nên, thiệt hại về nhân mạng rất nặng nề. Ngày ấy, Khánh Hội và Sông Đốc là hai cửa biển lớn, nên tập trung công việc cứu hộ tại đây. Không khí tang thương khi ấy bao trùm. Anh Nguyễn Văn Dụ còn nhớ như in cái ngày khủng khiếp ấy. Hai chiếc ghe của đại gia đình anh mang theo 14 người, trong đó có hơn phân nửa là bà con ruột rà. Bão tới ghe anh chìm, thứ duy nhất có thể cứu anh là hai cây tre dùng để mắc lưới đẩy phía trước mũi ghe để bắt tôm cá, gọi là cây ngán. Hai người mắc kẹt trong ghe không nhảy ra được, còn 5 người bám díu vào hai cây tre, đến sáng sớm còn lại chỉ 3 người. Đó là 3 người còn lại trong hai ghe, và anh là người duy nhất của dòng họ trở về sau bão dữ. Ở lúc tụi em chìm thì đeo cái tre, rồi sau này mới có khoảng 10 giờ gặp chiếc ghe kia nó chìm, cái nó lật cái lường mà lại leo lên cái lường đó, gặp ghe cào Kiên Giang chạy, cái mình mới dùng áo mình phất rồi nó chạy lại hai ba chiếc lận mà mình quát không thấy á. Cái có chiếc đó, cái lúc đó im sóng rồi, cái mình đứng được rồi, lên lường ghe mình đứng được cũng cao quá, ngoắc thấy nó quay đầu lại mừng dữ. Bà Trần Thị Giang, chồng là anh ruột anh Dụ, cùng xuất bến trong ngày định mệnh ấy và mãi mãi không về. Anh ra đi bỏ lại vợ và 4 đứa con thơ dại. Bà nhớ như in, lúc ấy con trai út của bà mới được hơn 1 tuổi. Cũng thôi nôi nó hồi tháng 4, tháng 10 thì bảo. Sau bảo, bà mới 33 tuổi, một nách 4 con, đứa lớn mới 10 tuổi. Bà bất đắc dĩ trở thành trụ cột gia đình. Ai muốn gì làm nấy, miễn sao nồi cơm đầy cho sắp con nhỏ. Thế nhưng sức dốc của người đàn bà xưa nay chỉ biết chuyện nhà, không thể đảm đương vai trò to lớn đó. Cũng may có cả cộng đồng chung tay sẻ chia. Buồn, hoang mang vậy rồi, lo lắng thì cũng hy vọng người ta coi có gặp không rồi vớt về vậy đó, mà kiểu là ngóng trông hoài, bữa nào cũng đi đón hết, thì tới mùng 9, mùng 10 gì không có hy vọng nữa, thì người ta hết đi tìm đi đón thì mình giảm đi vậy. Thằng em dễ về nó kể, để nó nói mòn mỏi quá rồi, gụng từ từ, buông tay từ từ thì biết chết hết rồi. Đi nó về nó kể lại đó. Mới lập bàn thờ. Bà Trần Thị Lăng chỉ mới nghe tin có bão đã ngất xỉu. Ngày ấy chỉ mới 37 tuổi, nhưng vợ chồng bà đã có một gia tài đáng mơ ước là hai chiếc ghe câu lớn. Thế nhưng cái quý giá nhất không phải là gia tài. Con trai lớn của bà, anh Trần Văn Húng, mặc dù đã có tin báo mất tích giáng ở đồn biên phòng, nhưng sau bão một tuần anh trở về.
Ngư dân Kiên Giang đã cứu vớt anh và điều trị bên ấy, còn chồng bà thì biệt tâm. Thế là hành trình bôn ba tìm chồng của bà Giang diễn ra 5-6 năm sau đó. Khi bình tĩnh, nhìn lại đàn con thơ, bà hiểu rằng không ai ngoài bà sẽ là trụ cột cho chúng. Thế là bà lao vào làm lụng nuôi con mà quên đi thời gian. Giờ bốn con trai của bà đã có con cái đùm đề, đứa lớn dìu dắt đứa nhỏ theo nghiệp cha. Còn bà cũng làm lụng thêm phụ giúp gia đình. Tôi nói thời gian cũng đâu 1-2 năm rồi. Xong thì người ta cũng khuyên thôi giờ bỏ cuộc mình để mình lo cho con mình. Rồi mẹ con xúm lại đi cấy, lúc đó là hết luôn rồi đó. Trong mình tôi không còn đồng nào nữa hết. Cũng hy vọng hoài vậy rồi. Kiếm biết rồi giờ tôi nói không tiền không bạc thôi giờ. Mình cũng hy vọng trong bụng, thờ thì thờ, nhưng mà tôi cũng tưởng tượng là ổng như nghe nói tắt chỗ này, chỗ kia thì mình cũng trông ngóng nhiêu đó thôi. Hồi ấy đường bộ về Khánh Hội chưa có, chỉ mới là con đường mòn đất đen trơn trượt. Ông Ba Chuông bảo còn nhớ như in không khí tang thương lúc đó. Bởi ấp 7 xã Khánh Lâm giờ là ấp 3, ấp 4, 5, 6, 7 xã Khánh Hội. Có hơn 100 người chết, nhưng chỉ mình ông Quai, anh của anh Dụ, đi trên một chiếc ghe thứ hai của gia đình, tự buộc mình vào cây ngắn tre nên vớt được xác. Các chí dân Khánh Hội tay không bắt giặc, đi biển không trang bị. Ông Võ Văn Bon ở khóm 3 thị trấn Sông Đốc, lúc đó đi trên ghe cào Phước Tâm đã có định vị bộ đàm liên lạc thông suốt. Thế nhưng, khi ghe dạt vào cửa biển Gò Công, ở độ sâu đo được chỉ còn chưa tới 2 mét nước. Nhưng do không có kinh nghiệm, tàu ông chạy về trong bão dữ và bị chìm giữa biển khơi. Ông nhớ như in người bạn thân của ông cũng là tài công, kêu ông ra bon trước. Khi tàu lật, ông còn thấy ánh đèn pin mà bạn ông cầm sáng một lúc lâu khi chìm dần dưới biển. Sau mười mấy năm tiếp tục lăn lộn cùng biển cả, ông nuôi ba người con học hết đại học thì cũng đã kiệt sức. Hai lần tai biến, giờ ông lấy việc làm thuốc nam làm niềm vui. Ai nhờ ông bóc, ai xin ông cho. Ngoài biển thì có lẽ là lúc đó thì phương tiện đánh bắt không có một cái thông tin nào cho nó ổn định đâu. Tức là máy móc, phương tiện để đảm bảo cái liên lạc giữa đất liền và ngoài khơi đó thì chúng ta thấy rằng không có đảm bảo. Thì do vậy mà cái vấn đề mà tàu thuyền có những cái thông tin cần thiết đảm bảo cho cái liên lạc giữa đất liền và ngoài biển thì đây là một cái yêu cầu hết sức là cần thiết để đảm bảo cho cái tính mạng cho bà con. Thí dụ như bây giờ chuẩn bị bão thì phải thông báo cho ngoài khơi trở về trong đất liền để tìm nơi ẩn trú và không được đi ra ngoài biển như thế nào, rồi tìm nơi những cái dùng để tránh bão như thế nào. Thì bây giờ phương tiện hiện nay thì rất là hiện đại, sẽ có khả năng, nhưng mà thời lúc đó là không bao giờ có những chuyện này. Do vậy mà thiệt hại ngoài biển thì rất là nhiều. Nghề nào nghiệp ấy, những ngư dân trở về sau bão, đa số họ trở lại với nghề cũ, nhưng với tâm thế mới, kinh nghiệm hơn, trang bị an toàn hơn. Làng cá Khánh Hội 20 năm sau bão, giờ đã có nhiều đổi thay. Xóm Kinh Sáng mới, xưa được gọi là xóm không chồng. Nay lộ làng khang trang, liên lạc thông suốt và có điện thắp sáng chứ không cô lập như xưa. Trẻ con giờ đều được đến trường và những quá phụ thờ chồng nay đã lên chức bà. Làng cá Sông Đốc trở thành một đô thị động lực của Cà Mau, và trong tương lai gần, khi trục lộ phía Nam nối liền với quốc lộ 1, thị trấn sẽ dưng mình, lấy lại vị thế trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong dịch vụ hậu cần nghề cá. Đó thì bây giờ về phía cơ sở hạ tầng thì tiếp tục phát triển, mà nhất là cơ sở về giao thông, về trường học, về cơ sở để điều trị bệnh cho dân thì tiếp tục phát triển. Thì hiện nay tôi thấy rằng đối với cái mà tỉnh ta nói chung, nhiều vùng và đặc biệt là những vùng bà con bị khó khăn qua cơn bão số 5 thì cũng cùng hòa nhập với cộng đồng mà xây dựng lại những cái nông thôn mới trong những cái làng, những cái xóm rất là vui vẻ, rất là đạt cái tiêu chuẩn của cái nông thôn mới này. Thì trong đó có bà con cũng ảnh hưởng sau bão mà vươn lên, vượt qua cái nghèo cái khó để mà hòa nhập cộng đồng để xây dựng nông thôn mới. Khi xảy ra thiên tai thì cái năng lực điều hành nó chưa có hiệu quả, còn lúng túng
trong cái việc đó là kêu gọi tàu thiền, trong cái việc đó là tổ chức cái nơi sắp xếp cái nơi neo đậu trú tránh bão cho tàu thiền, trong cái việc đó là tổ chức cứu hộ cứu nạn, rồi trong cái việc mà di dời dân cư khỏi những cái nơi đó là mất an toàn. Do đó là cái thiệt hại nó cũng để ra rất lớn từ cái nguyên nhân này. Nói tóm lại, sau cái cơn bão số 5 thì những cái bài học là xương máu là được rút ra, những cái thiệt hại là vô cùng to lớn đối với đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau. 20 năm thời gian đủ để một thế hệ trưởng thành, 20 năm thời gian đủ để xóa nhòa một biến cố. Thế nhưng, gần 1.300 con người bỏ mình trong bão số 5, không ai có thể quên khi xương máu của họ đã dung đắp cho quê hương này. Bác Hương trên tượng đài giờ đã xanh cỏ như một phép ẩn dụ có phần chua xót. Dưới kia, những dòng sông thông ra biển vẫn đang tấp nập ghe tàu, đường xá xênh sang xe cộ. Và ngày mai, chúng ta lại làm lễ tưởng niệm để nhắc nhau về những điều nên và không nên khi đối đãi với nhau. Bởi qua một biến cố đến cùng cực, tình người đã nuôi nấng đất này. Và bài học lớn nhất vẫn là hãy đối xử với thiên nhiên như những người bạn chân thành.